Chuyên gia Singapore phân tích lý do Việt Nam có thể vượt Trung Quốc trở thành cường quốc xuất khẩu số 1 trên thế giới. Các bạn thân mến, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng nhất trong số các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Mới đây, tổ chức AXA Investment Manager Asia tại Singapore đã có bài viết lấy ý kiến từ những chuyên gia kinh tế đưa ra phân tích những lý do khiến Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc, trở thành công xưởng mới của thế giới, đồng thời vươn lên vị trí cường quốc xuất khẩu trong tương lai. Vậy chi tiết những lý do mà các chuyên gia kinh tế phân tích là gì và liệu Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chính trong video ngày hôm nay. Bài viết trên AXA lấy ý kiến từ hai vị chuyên gia Aidan Yao và Sile Sen với đánh giá rằng Việt Nam chính là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ bậc nhất. Đặc biệt là những thành tích về xuất khẩu, thu hút FDI vô cùng ấn tượng, bật xa các quốc gia khác trong khu vực. Hơn nữa, Việt Nam còn là quốc gia đạt kỷ lục về hội nhập sâu rộng và thương mại toàn cầu trong nhiều thập kỷ gần đây. Vậy điều gì đã giúp Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu trong khu vực? Lý do đầu tiên là trở thành quốc gia thành viên có tiếng nói quan trọng ở ASEAN, bệ phóng cho thương mại. Một trong những sự phát triển kinh tế ấn tượng nhất gần đây là sự hội nhập của các thị trường mới nổi ở châu Á, được định nghĩa ở đây là châu Á ngoài Trung Quốc vào thương mại toàn cầu. Trong khu vực, Việt Nam được xếp hạng cao về hiệu quả kinh tế, được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh mẽ của sản xuất và xuất khẩu. Đầu tiên, hội nhập thành công vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN là chìa khóa để khơi dậy động cơ thương mại của nước này. Vào năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN với mục tiêu đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Thành viên cho phép nó được thừa hưởng mức thuế bằng không khi giao dịch với các thành viên ASEAN. Những năm sau đó, Việt Nam cũng đã ký các hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn khác bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản, tạo môi trường màu mỡ cho quan hệ thương mại phát triển. Việt Nam cũng là quốc gia được thế giới chú ý, điều đó thể hiện qua số lượng hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết trên toàn cầu, bao gồm nhiều nền kinh tế lớn khác nhau như Nhật Bản VGEPA, Liên minh châu Âu EVFTA, Anh UKVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, RCEP. Đây cũng chính là lợi thế tạo ra môi trường tiềm năng phát triển quan hệ thương mại với toàn thế giới. Nghiên cứu trước đây của các chuyên gia đều cho thấy Việt Nam là người chiến thắng nổi bật về thị phần xuất khẩu toàn cầu trong những năm gần đây, đặc biệt là khi Trung Quốc đã vươn lên thành chuỗi giá trị trong thương mại toàn cầu, ngày càng bỏ trống không gian có giá trị gia tăng thấp hơn, thâm dụng lao động vì nó trở nên ít cạnh tranh hơn. Các yếu tố vĩ mô dẫn đến thay đổi chuỗi cung ứng xuất khẩu của châu Á, với tư cách là một phần trong tổng số của thế giới, đã tăng lên gần như 20% ở mức cao nhất vào giữa những năm 1990. Hầu hết đều xảy ra trước những năm 1990, phần lớn phản ánh sự gia tăng của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản, còn có Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Kể từ đó, thị trường thị phần đã ổn định, mặc dù có sự khác biệt trong xuất khẩu hiệu suất giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi đã xuất hiện. Điều này là do toàn cầu hóa ngày càng gia tăng của quá trình sản xuất dẫn đến việc lắp ráp có giá trị gia tăng thấp, dòng chuyển dịch sang các nền kinh tế đang phát triển, ngược lại đã phát triển các nền kinh tế tập trung vào việc chuyên môn hóa giá trị tăng cao sản phẩm và linh kiện. Ngoài việc chuyển giao chuỗi cung ứng từ phát triển sang các nước đang phát triển, nghiên cứu trước đây của các chuyên gia đã chỉ ra rằng các nhà sản xuất lợi nhuận thấp cũng đã bắt đầu di cư khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây do nền kinh tế đang phát triển, lao động ngày càng tăng, chi phí và gần đây là căng thẳng thương mại đối với Hoa Kỳ. Có nhiều nguyên do dẫn đến xu hướng này. Theo đó, Trung Quốc có nền kinh tế phát triển quá nhanh, chi phí lao động ngày càng tăng, các khoản chi phí vận hành sản xuất cũng tăng chóng mặt, hay gần đây nhất là căng thẳng thương mại đối với Hoa Kỳ. Cùng với tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến làn sóng dịch chuyển sản xuất ngày càng được đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, Việt Nam đã giành chiến thắng nổi bật về mặt này với giá trị xuất khẩu tăng gấp 5 lần trong thập kỷ qua, vượt trội so với phần còn lại của khu vực. Các chuyên gia của AXA Investment Manager Asia chỉ ra rằng, khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất được củng cố nhờ chi phí lao động thấp. Thực tế, mức lương của lao động Việt Nam, chi phí lao động chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc. Lực lượng dân số trẻ tăng nhanh đã giúp duy trì áp lực tiền lương ở mức thấp dù kinh tế tăng trưởng rất nhanh.
Bên cạnh đó, Việt Nam thời gian qua vẫn được xem là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cùng với khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất tăng nhanh cũng góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành một cường quốc xuất khẩu trong khu vực ASEAN nói riêng và châu Á nói chung. Loạt thống kê cho thấy, trong thập kỷ qua, giá trị ngành sản xuất của Việt Nam tăng cao nhất, gấp đôi mức tăng của Ấn Độ. Lý do thứ hai, thu hút thành công FDI, chìa khóa quan trọng. Theo AXA Investment Manager Asia, một trong những nguyên nhân quan trọng để Việt Nam vươn lên như một cường quốc sản xuất, lắp ráp thương mại là khả năng thu hút doanh nghiệp tái định cư, tái thiết lập cứ điểm sản xuất. Nói về nguồn vốn FDI, Việt Nam cũng là quốc gia có dòng vốn tăng nhanh nhất trong khu vực, bất chấp những khủng hoảng đến từ COVID-19. Hệ quả quan trọng của việc Việt Nam vươn lên như một cường quốc thương mại là khả năng thu hút doanh nghiệp tái định cư. Hồ sơ gần đây nêu ví dụ về sự thay đổi chuỗi cung ứng, bao gồm Nike, Adidas chuyển cơ sở sản xuất của họ khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều công ty công nghệ, bao gồm Google, Microsoft và Intel, cũng đã chuyển giao hoặc đang trong quá trình chuyển đổi các bộ phận trong dây chuyền sản xuất của họ sang Việt Nam. Foxconn đang xây dựng một dây chuyền lắp ráp iPad và MacBook tại tỉnh Bắc Giang của Việt Nam. Trước đó, vào cuối năm 2018 và 2019, Samsung cũng lần lượt đóng cửa hai nhà máy lắp ráp điện thoại lớn ở Trung Quốc, chuyển hết sang Việt Nam, để rồi một nửa số thiết bị cầm tay hàng đầu của tập đoàn điện tử Hàn Quốc đang được lắp ráp tại Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên. Đối với tư cách là quốc gia chiến thắng trong xung đột thương mại Mỹ-Trung, theo nghiên cứu của AXA, Việt Nam đã được mức tăng thị phần xuất khẩu lớn nhất với Hoa Kỳ trong năm 2018 và 2019. Trong bối cảnh các sản phẩm của Trung Quốc mất khả năng cạnh tranh do thuế quan quá lớn. Đồng thời, các nhà sản xuất Trung Quốc, từ đồ nội thất, lốp xe hơi, tủ lạnh, cũng đưa hàng qua Việt Nam như một điểm trung chuyển cho các mặt hàng xuất khẩu bị ràng buộc thuế quan bởi Hoa Kỳ để tránh các khoản thuế và chi phí tăng cao nhằm hưởng lợi thương mại. Số liệu cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 29% trong năm 2019. Và cuối năm ngoái, Việt Nam trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ 6 vào thị trường Hoa Kỳ, tăng từ vị trí thứ 12 hồi cuối năm 2017. Cùng với đó, Việt Nam đặc biệt thành công trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ suốt thời gian qua. Đến năm 2020, Việt Nam có 369 khu công nghiệp, tăng 180% so với năm 2005. Quốc gia Đông Nam Á này cũng thăng hạng trong bảng xếp hạng chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới VKB, tăng 2-3 bậc lên thứ hạng 70 so với 10 năm trước. Đặc biệt, dòng vốn FDI của Việt Nam cũng tăng nhanh nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, dựa trên các điểm đánh giá năng lực cạnh tranh, dựa trên mức độ thuận lợi kinh doanh, chất lượng hậu cần, chi phí tiền lương, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP cũng như những thay đổi trong tỷ trọng xuất khẩu và FDI, Việt Nam được đánh giá là nước có khả năng cạnh tranh cao nhất trong khu vực. Điều này giúp gia tăng thị phần xuất khẩu ấn tượng trong những năm gần đây. Cụ thể, Intel đã đầu tư khoảng 475 triệu đô và sản xuất chip tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên khoảng 1,5 tỷ đô. Qualcomm cũng khai trương phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm tra, nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn đầu tiên tại Hà Nội. Foxconn sau khi đầu tư 1,5 tỷ đô vào các nhà máy ở Bắc Ninh, Bắc Giang cũng tìm hiểu cơ hội để mở rộng hoạt động sản xuất thiết bị điện tử tại tỉnh Thanh Hóa. Tập đoàn Pegatron đầu tư vào Hải Phòng dự án thứ hai sau dự án đầu tiên được cấp phép từ tháng 3, nâng tổng vốn đầu tư hai dự án lên đến 500 triệu đô. Sắp tới, Samsung và Nestle tại Việt Nam còn hé lộ những con số đầu tư khủng trong thời gian sắp tới. Samsung Việt Nam đang tiếp tục xây dựng trung tâm R&D quy mô hơn 220 triệu đô tại Việt Nam. Về phía Nestle Việt Nam, ông Binu Jacob, tổng giám đốc của công ty tiết lộ, sẽ đầu tư thêm 132 triệu đô nhằm xây dựng nhà máy mới tại Đồng Nai trong 2 năm tới. Được đánh giá là kỳ phùng địch thủ của Trung Quốc, liệu Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng sản xuất lớn nhất trên thế giới không? Trong nghiên cứu của mình, các nhà kinh tế của AXA Investment Manager Asia cũng nhận định khả năng Việt Nam có thể trở thành công xưởng sản xuất của thế giới thay Trung Quốc hay không. Theo Aidan Yao và Shirley Sen, mặc dù Việt Nam là điểm đến được ưa chuộng về tái định cư chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên, khả năng để quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà máy mới của thế giới hay công xưởng sản xuất mới toàn cầu là rất ít khả năng.
Quy mô nền kinh tế của Việt Nam chưa đủ lớn, từ cơ sở hạ tầng đến liên kết chuỗi cung ứng, động lực sản xuất, kết nối, gây ra những trở ngại và tắc nghẽn rõ ràng. Đồng thời, hạn chế năng lực đáp ứng các hoạt động sản xuất trên quy mô tương đương với Trung Quốc. Quy mô nền kinh tế là vấn đề quan trọng khi nói đến dự báo Việt Nam có khả năng thay thế vị trí của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu hay không. So với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thực tế, kinh tế Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/5 GDP và 1/5 dân số Trung Quốc, cũng như tổng lực lượng lao động sản xuất hiện có, nhóm nghiên cứu chỉ rõ. Ngoài ra, sản lượng sản xuất của Việt Nam chỉ chiếm 0,3% tổng sản lượng toàn cầu, trong khi Trung Quốc lên tới 28%. Các so sánh chính khác, bao gồm cả nghiên cứu và chi tiêu cho phát triển R&D, xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến vận tải đường sắt, giá trị cổ phiếu, công suất phát điện đều cách biệt đáng kể, tạo ra khoảng cách lớn về quy mô giữa Việt Nam và nước láng giềng khổng lồ này. Hai nhà kinh tế của AXA Investment Manager đánh giá, trong ngắn hạn, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, kìm hãm tốc độ chi tiêu vốn có của doanh nghiệp và cản trở việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, trong viễn cảnh dài hạn, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tiếp tục thiết lập các chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả tại Việt Nam. Nhưng các nhà đầu tư có thể sẽ lưu ý đến mức thuế doanh nghiệp tương đối cao của Việt Nam lên đến 50% đối với một số ngành, cùng với các rào cản về ngoại tệ, ngôn ngữ. Thiếu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các yêu cầu thiết lập kinh doanh phức tạp cũng cản trở quá trình này. Dù vậy, phương diện địa chính trị, bài viết nhận định thặng dư thương mại tăng mạnh với Mỹ cũng khiến Việt Nam rơi vào thế dễ đối diện với nguy cơ và thiếu ổn định bấp bênh. Về lâu dài, không thể loại trừ khả năng tái diễn xung đột thương mại nếu các chính sách của Mỹ chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ một lần nữa khi cán cân thương mại song phương tiếp tục mất cân bằng. Trong một diễn biến gần đây, Việt Nam có kế hoạch giảm thuế nhập khẩu đối với thịt heo đông lạnh từ 15% xuống còn 10%. Động thái tăng cường mua hàng hóa nông nghiệp của Hoa Kỳ là nỗ lực mới nhất của Việt Nam trong việc giảm căng thẳng thương mại giữa hai nước, tránh nguy cơ bị trừng phạt thuế quan. Cùng với đó, trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đề xuất Việt Nam xem xét giảm thuế các mặt hàng nông nghiệp và nâng cấp sự hợp tác giữa hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược. Trên đây là các phân tích của hai chuyên gia Aidan Yao và Sile Sen về tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam. Các bạn nghĩ Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng sản xuất số 1 trên thế giới không? Admin thì nghĩ là có đấy. Các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.